Xin kính chào quý anh chị quay trở lại với kênh của Trương nha. Kính chúc quý anh chị có một ngày vui vẻ, bình an và tràn đầy năng lượng nha. Hôm nay em sẽ đem đến cho anh chị mẫu xe đang rất là hot nè. Đây chiếc Honda Civic bản RS là bản cao cấp nhất của đời 2020. Xe này mới lăn bánh chỉ có 25.000 km thôi anh chị. Đây là chiếc xe nhập Thái nha. Đây màu đỏ, một màu mà rất là hot và cực kỳ đẹp luôn. Đây, mới chạy 25.000 thì như một chiếc xe road dai thôi anh chị, mới lắm. Xe này nó mới về bên em chưa spa dọn rửa, em quay liền cho anh chị xem luôn. Vì nước sơn còn rất là bóng bẩy và đẹp. Đó. Để em đi một vòng tổng thể cho anh chị xem nha. Có lên áp suất lớp nè, cái mâm 18 inch. Có cản gió phía sau. Có phía sau là có cam lùi, có cảm biến, cam lùi đó là có ba góc quay luôn chị, 90 độ, 120 độ và 180 độ. Đó, cái nước sơn này bóng bẩy lắm. Civic là mỗi xe mà rất là hot, được rất là nhiều sự ưa chuộng của các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn mà có sự mạnh mẽ, thích thể thao, trẻ trung và cá tính. Đây, xe đây em chưa dọn rửa, anh chị thông cảm nha. Xe nó đẹp quá, em quay liền cho anh chị xem luôn. Đây là có bạc trùm xe nè. Đây là táp lô nè. Bánh xe cua như là chưa lăn luôn chị. Đây. Ồ, bánh xe cua này như chưa lăn, còn chỉ đỏ nè, chỉ vàng nè. Đồ nghèo mới tinh nè. Xe này rửa xe hút bụi spa lên một phát là long lanh. Mới tinh nè anh chị. Có cản gió, nhìn cái xe nó mạnh mẽ lắm. Bản RS là có cản gió luôn ha. Đó, màu đỏ nhìn rất là sang trọng. Xe này biển 36 nhưng mà chủ xe sống ở trong Sài Gòn nha anh chị. Đó. Wow, đẹp quá. Thiết kế nhìn rất là mạnh mẽ. Đây, mâm phay hai màu ha. Mâm đúc hợp kim nhôm có cảm biến áp suất lớp nè. Có phanh đĩa nè, có hệ thống phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ khả năng ngang dốc luôn. Đây, xe này có dán phim cách nhiệt 3M mà loại xịn luôn. Civic là nổi tiếng với độ bền bỉ và tiết kiệm. Xe này chạy đường trường nó đâu đó khoảng 5-6 lít thôi. Rất tiết kiệm luôn. Máy 1.5 turbo đi kèm hộp số CVT, rất là mượt mà luôn anh chị. Đây. Đó, nội thất mềm lắm, mềm cực kỳ luôn. Giờ rất là êm. Có cửa gió hàng ghế sau ha. Và đặc biệt xe này không có cửa sổ trời. Bản RS là không có cửa sổ trời nha chị. Bản L turbo 2017, 16, 18 rồi có cửa sổ trời. Nhưng mà cái bản này nó bị cắt mất cửa sổ trời nè. Không có ha, bản cao nhất cũng không có luôn. Đó là một điểm thiếu sót. Đèn nội thất rất đẹp luôn chị, nhìn cực kỳ sang trọng luôn. Civic là cảm giác lái rất tốt, chạy mà nó thiên về cảm giác mà thể thao, chạy cái gầm bệ rất là chắc chắn và cái cảm giác nó bám đường tốt lắm. Đây, Smarty ha, và xe có ghế điện luôn. Đây, ghế điện nè, đó, tắp bi cửa nè, quá đẹp luôn. Con xe này nhập Thái luôn nha chị, đây nè, đó. Nó hơi mờ anh chị thông cảm nha. Đó. Bản RS là bản cao nhất. Đây là phiếu nhắc bảo dưỡng của hãng nè. Có lên lót sàn, những cái xe nó sang lắm. Đây có cân bằng điện tử. Cơ khí trên ghế. Cái ghế này ghế chỉ đi màu đỏ anh chị. Nhìn nó mạnh mẽ mà nó có cái tính thể thao, tăng cái tính thể thao mà mạnh mẽ của xe. Đây, vô lăng này có đi chỉ màu đỏ nè. Đó. Có cruise control, lãi số vô lăng. Đây đồng hồ. Đồng hồ nhìn khá là đẹp ha, nhìn nó có vẻ gì đó nó mạnh mẽ lắm, năng động lắm. Và chạy mới có 25.000 km thôi. Đó, có lãi số vô lăng nè, đèn tự động nè, gạt mưa tự động nè. Đây, màn hình có áp suất lớp luôn. Cái màn hình này có kết nối với điện thoại thông minh luôn nha anh chị. Apple CarPlay, Android Auto, khi mà mình kết nối vào á thì nó y như cái điện thoại của mình luôn. Có thể coi map rồi lướt web rồi thoải mái luôn. Đây, Smart Key ha. Điều hòa tự động. Trong này là học để đồ phía dưới này luôn. Đó, chế độ Eco tiết kiệm nhiên liệu, phanh tay điện tử, auto hold. Và đây, cần số nè. Cần số nó còn có độ nhám của xe mới luôn anh chị. Xe này có đề nổ từ xa luôn nha anh chị. Đây, có đề nổ từ xa luôn. Cái chức năng này rất là tiện dụng. Cho khi mà mình đậu xe ngoài nắng á, thì mình đề máy trước cho nó lạnh, cho nó mát cái xe trước, rồi mình vào đỡ bị nóng. Wow, con này mới lắm anh chị. Mới cực kỳ luôn. Mấy con xe này thì những cái anh em mà đi xe này giữ rất là kỹ nên con xe nó mới tinh nè. Đó, xe bên em về chưa spa, chưa dọn rửa luôn, nhưng mà cái xe vào cái xe nó còn có mùi thơm luôn anh chị, rất là mới luôn. Để em ra mở khoang máy cho anh chị xem nha. Cái nước sơn gần như là rất là bóng bẩy, nó chỉ có một số trầy xước sơ dăm dăm một số chỗ nhẹ nhỏ thôi anh chị. Này, cái này là đánh bát là ra nha, cái này đánh bát là ra hết. Cái đó rất là đơn giản, quan trọng là cái chất xe, máy móc, khung gầm, hộp số. Còn về cái nước sơn thì rất là đơn giản.
cái nước sơn, mà cái xe này gần như là không trầy xước gì đáng kể luôn. Rửa xe, hút bụi, đánh bóng là có thể giao cho anh chị rồi. Anh chị nhìn nước sơn đẹp ghê không, cực kỳ bóng bẩy đúng không? Ok, mở khoang máy cho anh chị xem nhá. Giờ đây máy xe này anh chị, máy móc lửa êm ru à, máy sạch bon luôn không, chỉ có bụi thôi, bụi chút xíu sơn vài chỗ. Lúc giao cho anh chị thì bên em sẽ spa dọn rửa là sạch sẽ nha. Nhưng quan trọng là cái máy này chị nhìn nè, nó còn bóng loáng à, không mới tinh. Đây, máy móc nguyên zin hết nha anh chị. Máy tất cả xe bên em bán đều cam kết chất lượng tuyệt đối cho anh chị hết. Cam kết về động cơ hộp số chưa từng đại tu nè, không đâm đụng thủy kích và hồ sơ pháp lý đủ điều kiện để sang tên. Đó. Xe 100% xe bên em trước khi nhập vào thì phải được đạt chuẩn chất lượng và được test hãng trước hết rồi. Và anh chị nếu như lo lắng thì test hãng thoải mái ha, hoặc là kêu anh em thầy thợ tới test thoải mái. Bên em rất là vui vẻ và thoải mái với những vấn đề đó. Xe này bên em đang chào bán với mức giá là 818 triệu nhân tiền. 818 triệu, mua xe này anh chị tiết kiệm đâu đó khoảng 200 triệu. Rất là hợp lý ha, mỗi xe đi lướt thôi. Mới Roda 25.000 km thôi, rất là mới. Xe thì chất lượng bên em đảm bảo tuyệt đối cho anh chị nha. Rồi, anh chị quan tâm xe này liên hệ Trương nha, qua số điện thoại 0972 60 8010 hoặc là 0707 272707. Alo cho em sẽ hỗ trợ cho anh chị nhanh, tốt và nhiệt tình nhất. Và tất cả xe như xe 2020 này thì bên em vẫn hỗ trợ trả góp cho anh chị được nha. Ngân hàng hỗ trợ được 70% giá trị xe. Đó, anh chị nào quan tâm thì cứ alo cho em hỗ trợ. Và em có thu mua xe luôn, anh chị nào muốn bán xe này cứ liên hệ cho em nha. Xe không đâm đụng thủy kích và giá cả hợp lý thì bên em sẽ đi thu hết. Rồi, cảm ơn anh chị xem video nha. Anh chị nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để luôn cập nhật những xe và những sản phẩm mới nhất bên em nha. Cảm ơn anh chị, bye bye.